này, ủa sao mình cắt ta? À, cái nở mình cắt bỏ ha, mình chừa búp. Chị đó tim luôn. Ủa gì ạ? Ủa là mình đi chung hết luôn ha. Dạ, Phú Nhuận Sài Gòn á, hôm qua em ở Sài Gòn mới về Chợ Lớn nè. Dạ. Quá đẹp. Đâu 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 làm kiểu dài dáng nữa coi. Quá đẹp luôn. Ủa sao quần lên làm gì á? Hoa đẹp nhưng mà được cái có sình. Cắt hoa như vậy. Nhưng mà mình không cắt là đâu, Tết đâu có những cái chậu hoa đâu mà mình bán. Dập nha, để người ta cắt hết trơn luôn á. Quá đẹp luôn. Người là ai là chủ? Ai cũng chủ rồi, chia ba luôn phải không? Dạ, chia ba luôn, chia ba luôn. Là sáng giờ bán liền. Hello, đứa con Đồng Tháp lại xin chào cả nhà. Hôm nay là giờ buổi trưa cả nhà ơi. Bây giờ Tâm đã lưu lạc về tới Sa Đéc một lần nữa rồi. Thời điểm hiện tại thì khách tham quan du lịch vào đây phải nói là Tết năm 2024 đang chính thức bắt đầu. Vào thời điểm này thì còn vỏn vẹn khoảng 25 ngày nữa thôi là chúng ta đã 25-27 ngày nữa thôi là chúng ta đã đến Tết Nguyên Đán rồi. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng theo Tâm để chúng ta vào trong làng hoa Sa Đéc để cùng khám phá nơi này một lần nữa, xem người bán và người mua, khách du lịch đến đây vào thời điểm này như thế nào ha cả nhà. Bây giờ thì hiện tại thì mọi người đang vào ra rất là đông. Lại là đây là mọi người, như mọi người thấy ha, thì đây là những cái xe mà người ta bán hoa nè, chạy ra chạy vào rất tấp nập. Đây là khách du lịch tham quan phía bên tay phải và phía bên tay trái. Trong cái thời điểm này là phải nói là rất là đẹp, hai bên đều là hoa ha, đủ loại hoa luôn. Đó là khách du lịch tham quan, người ta đang đi vào cái khu vườn này, ta mua và ta mới ra. Và khu vườn bên đó là hoa giấy tím cẩm thạch. Thấy thì trong đây có rất là nhiều loại kiểu của hoa giấy ha, dáng tròn, dáng dẹp, những cái loại chậu lớn, cao, to, đến những cái nhỏ này, tím cẩm thạch, rất là nhiều, trong đó nhiều lắm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để cùng tham quan nhé cả nhà. Hello. Đoàn khách du lịch đang vào bên trong để cùng tham quan làng hoa Sa Đéc. Hôm nay người ta mặc áo đỏ nhiều ta, quá trời luôn. Anh mua nguyên xe hoa luôn hả?
Mua nguyên xe hoa này luôn hả? Nguyên xe luôn anh, anh nó quay, quay lên nguyên một xe hoa luôn. Hoa cúc mâm xôi. Wow. Sao bữa nay ai cũng áo đỏ trơn vậy? Em gái này sao không vô cho mấy chị đó tiêm luôn. Ủa gì ạ? Ủa là mình đi chung hết luôn ha. À. Dạ, hàng gì toàn là áo đỏ không luôn. Cô Bảy Sài Gòn hả? Ủa gì ạ? Tưởng được cô Bảy. Cô Bảy Sài Gòn. Dạ. Muốn nhận Sài Gòn á, hôm qua em ơi Sài Gòn mới về Chợ Lớn nè. Dạ. Vậy hả? Quá đẹp sao. Chàng ơi bữa nay sao ai cũng đẹp hết trơn vậy nè. Đây. Quá đẹp. Ồ có anh này áo đỏ đâu đây nữa. Quá đẹp màu đỏ không luôn. Dạ. Dạ YouTube. À, đứa con Đồng Tháp. À đứa con Đồng Tháp hả? Dạ. Anh đó là bước chân miền Tây. Dạ. Đứng cũng đẹp mà ngồi cũng đẹp nữa. Đàn, cái này làm cái ảnh bìa là hết cỡ luôn rồi. Để, ta đang vui tự nhiên. Cúc mâm xôi màu tím với màu đỏ. Và cặp bên đó là những cô gái từ Sài Gòn xuống. Các cô, các chị, các em đó, nãy giờ chụp rất là nhiều kiểu rồi nha. Rất là đẹp. Giờ chụp tới cái khăn luôn. Quá nhiều kiểu rồi. Phía bên đó là những chú đang chụp hình cho những cô, những chị. Quá đẹp. Tưởng tới vòng rồi đó. Rồi đi vui vẻ nha mấy chị. Rồi tạm biệt luôn. Tạm biệt em gái.
trước mặt cả nhà là những chậu hoa đang trưng bày cặp theo một cái dòng suối, không, cái này gọi là con rạch. Thì đây là hình ảnh của mọi người đang tới để cùng mua hoa, hay còn gọi là khách tham quan du lịch. Đây là những cái chậu hoa đã được theo tâm biết thì đây là cẩm tú cầu. Đây là những chậu hoa mà đã được người ta bán rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng trở lại với cái khu vườn cẩm tú cầu của các cô các chị. Hồi lúc nãy thì cô có một cô đã bó gọi đi về. Oh. Hello chị gái. Cái này ủa sao mình cắt ta? À cái nở mình cắt bỏ ha. Mình chưa bóp. Như người ta cần búp anh. À, người ta cần cái nổ búp để chưng được dâu. Đúng rồi. Cái bông là búp, búp, búp nổ ra thì bỏ luôn. Cái này là dâu đi đâu vậy? Cái này là những cái bông mà bông quá lớn à. Dâu như ngày nay đó chị. Quá đẹp. Ôi vậy từ xưa giờ là em tưởng nó ở đây trồng chứ. Cái này cũng có hàng trồng nữa. Dạ. Thì ra là có tốt bằng ở Đà Lạt không chị? Cái này là từ Đà Lạt lấy về ha. Mình không phải là ở Sa Đéc trồng nha cả nhà. Đây là hàng lấy từ Đà Lạt về để bán lại. Có nghĩa là hút hàng ha. Chắc có đơn đặt hàng sẵn hả chị gái? Cũng có đơn đặt sẵn. Dạ. Một chậu vậy là nhiêu chị? 50.000 quá dễ chơi luôn, quá rẻ luôn. Dạ. 50.000 là quá ok luôn. Đây là những cái bông mà quá xuất sắc nhưng mà có điều rất là tiếc tại vì nó nở sớm nè. Nở sớm thì người ta cần búp thì nó phải loại bỏ. Quá đẹp. Là cả một cái khu vườn cẩm tú cầu. Trong đây là những cái dãy cẩm tú cầu chưa được bó nha. Chung là những cái cẩm tú cầu thì luôn hút hàng đó cả nhà. Hàng lấy từ Đà Lạt về cũng có và ở đây trồng cũng có. Trong đó thì anh trai đang tưới cây. Cả nhà thấy thì cái khu vực này nè. Toàn là búp thôi nè, chứ không có nở nhiều tại vì khách người ta đặt hàng là không có cho nở nhiều ha. Chỉ là những cái búp giống như thế này nè. Đó, cái này là những cái búp là đúng chuẩn luôn nè. Còn cái này là có thể sẽ cắt bỏ ha, tại vì nó nở hơi nhiều rồi. Rất đẹp. Cái này là cũng đã nở hơi nhiều. Đây là những cái búp nè. Những cái hàng này là ok nè, hàng này còn ok nữa ha, búp nhỏ nè. Tại vì nó có sẽ đúng thời điểm vào Tết. Mình sẽ sử dụng đúng Tết hơn.
những cái này nở sớm thì nó sẽ tàn sớm. Nguyên tắc nó là như vậy. Khu vực này cũng dài lắm nha. Đây Lâm Đi với anh Bước Chân Miền Tây. Anh thấy bông này nó nở quá nhiều rồi nè. Nó cũng đúng rồi, búp. Đây tới Tết là coi như là thu nhập vô đó. Đó mình ngắt những cái lá già bỏ với lại những cái bông mà nở nhiều. Rồi tạm biệt chị gái. Dạ cảm ơn chị nhiều. Rồi em tạm biệt chị gái này luôn nha. Dạ. Rồi chúc mấy cô đi vui vẻ luôn. Đây là khách đến làng Hoa Sa Đéc để cùng tham quan trong thời điểm bữa nay là ngày cũng vô mùng âm lịch của mình là mùng 3 rồi. Ủa bữa nay mùng 3 hay mùng 2 ta? Mùng 3 mình chỉ còn vỏn vẹn là 20 mấy ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi cả nhà. Thời điểm này thì khách đang đến đây để tham quan và sẵn diện để mua hoa luôn. Như cả nhà thấy thì phía trong đây là có những cái quán nè, và đây là hướng dẫn khách để đi du lịch luôn. Như cả nhà thấy thì đó là những đoàn xe của khách tham quan du lịch vào trong bên trong này để đậu và đi tham quan hát. Có một số thì người ta chạy xe du lịch để người ta đi. Trong đó là những cái biển số là 51, 65, 63, 83, 67. Nói chung là rất là nhiều. Ở tất cả mọi tỉnh thành cùng tới đây. Quay quán luôn hả? Rồi chút xíu quay lại luôn. Anh này là hướng dẫn viên nha, hướng dẫn viên ở trong cái khu này cùng hướng dẫn cho khách du lịch người ta vào đây để đậu xe và đi tham quan. Đây là một chiếc xe của khách đang xuống và chuẩn bị đi du lịch 67F. Đây là cái phía hướng đi vào con đường làng Hoa Sa Đéc thì như cả nhà thấy khách đang đi vào ha. Đây là những chiếc xe điện để chở khách du lịch. Bên đó là khách du lịch đang đi vào bên trong. Thì phía bên tay phải, phía hai bên đường của làng hoa thì sẽ có những cái hoa người ta để như thế này. Đó, đây là những cái hoa nè. Như đây là hoa lài. Hoa nhỏ nhỏ đó mình cũng quên tên rồi. Đây là những cái chậu sứ nè. Sứ hay là xương rồng ta? Em thấy cái này nó giống như xương rồng. Anh chủ đây hả? Còn cái này là thiên đá. Không phải, cái này là phát tài hay gì nè.
Nói chung là hoa nhiều lắm, nhiều loại thì đôi khi Tâm không biết cả nhà. Phía bên đó thì có những cái trái ớt kiển kìa. Còn trong đây là cúc mâm xôi nè. Wow, đẹp dữ ta, quá là rực rỡ luôn à. Cái này là màu đỏ nha, cúc mâm xôi Hàn Quốc. Còn đây là màu tím nè. Đó, phía trước là màu vàng, màu vàng đặc trưng truyền thống. Phía trong đó cũng màu vàng luôn. Ở đây là có ớt nè. Cái này là ớt ớt đỏ bình thường ha, còn này ớt ớt này kiểu giống như là mình thấy giống như một cái giọt nước vậy đó. Không biết là ớt tên gì ha. Rất là đẹp cả nhà. Đây nè, khu vực này thì rất là nhiều ha. Đằng đó cũng là ớt nữa. Đây nè. Có giá luôn nha cô chú anh cặp chị. 300 hả? Là cặp nào cũng vậy phải không? Vàng chanh thì 220 cặp. Cúc Hàn Quốc. Cúc Hàn Quốc là 300. Ớt này nè cô chú. Dạ ớt đó thì nó có 25.000 thôi. 25. Cúc Hàn Quốc này là 300.000 một cặp. Còn cái này là cúc màu vàng. Chanh này là 220 một cặp nha. Còn Hàn Quốc này là 300.000. Ở đây như các nhà thấy là hiện tại là khách du lịch đang vào để mua hoa tại trong cái đường làng hoa Sa Đéc ha. Đây như là hoa cát tường nè. Phía trong đó là sen đá. Hoa đô la 70.000 ha. Còn khu vực dưới là sen đá. Đây là cát tường 25.000 một chậu luôn. 25.000 một chậu. Tím trắng nè. Vàng hồng. Đây có cái bảng luôn. Cát tường 25.000, còn mấy chậu này là 15.000 một chậu sen đá. Mà có hai người có tặng em luôn không? Chàng ơi, dễ thương quá. Ở đây mà cô á, vui vẻ là không thấy vui rồi, khỏi cần tặng gì chứ. Là sáng giờ bán được nhiều chưa cô? Dạ. Sen đá đô la nha. 70.000. 70.000 một chậu. Cắt tường 25.000. Ủa là ba người là ai là chủ? Ai cũng chủ rồi, ai cũng chủ rồi, chia ba luôn phải không? Dạ chia ba luôn, chia ba luôn. Là sáng giờ bán lay gai hả cô? Bán lay gai chứ. Dạ. Chỉ làm bông thôi, đừng lấy chủ mắc cỡ lắm. Ê, mình không phải chủ nhưng mà mình lấy tiền là được à. Mình giữ tiền. Lấy tiền đúng không? Dạ, lấy tiền là được rồi. Lấy tiền là chủ rồi. Mấy cô làm công cũng phải chủ hả? Thì làm của nhà mình bán, đừng lấy chủ. Ý là chủ nhà. Ý là chủ nhà luôn. Thấy có hoa đó kìa. Đây là sen đá nhưng mà cô có trồng phía sau này là hoa màu gà với cúc.
Cái hoa này em quên tên hoài luôn nè ta. Hoa này đẹp lắm nha. Như là sao băng hay gì á. Sao băng nó nhỏ hơn. Ê, sao băng lớn quên. Đúng rồi. Sao băng lớn. À, sứ 20.000 một chậu. Ủa, sứ gì ghé gì? Tàng ơi. 20.000 một chậu à. Bữa nay sứ còn 20.000 à. Thì bự gì mà ghé vậy ta? Ghé. Yeah. Bán nhiêu cho vậy ta? 20.000 chậu. 20.000 chậu. Còn bên đó là hoa màu gà ha. Đang nhỏ, còn nhỏ. À, rất là nhiều. Khu vực đó dài dài ra đó rất là nhiều. À, cơ, bên trên là gì chú? Nú hiệp kẹo còn xa đá nữa. À, rồi, có chị lên YouTube ủng hộ YouTuber. Là tên này luôn nè. Kẹo bông gòn nha. Chú Hiệp kẹo bông gòn YouTuber. Kẹo này 10.000 không chú Hiệp? À, tạo hình là 20.000. Cái như thế này là 10.000. Đây là 10.000 như thế này. Còn tạo hình con này con kia là 20.000. Đây là chiếc xe kẹo bông gòn của chú. Đây, review xe đá bào của chị luôn. Ủa, kẹo chỉ tơ hồng là có đá bào luôn hả chị? Rồi, chị bán cho em một ly đá bào ăn luôn coi, em đang khát nước nè. Hồi sáng giờ bán được không chị? À, cái này thì lúc nào người ta cũng thưởng thức để trường hợp khát nước đồ ha. Chị Hồng. Đâu. Màu vàng. Mấy màu chị? 4 màu hả? 3 màu hả? Màu xanh. Màu hồng, 3 màu hả? Sao không ngủ sắc luôn? 5 màu ngủ sắc luôn. Có sữa nè hả? Sữa luôn. Quá ngon luôn nha. Bao nhiêu một ly luôn? 10.000 một ly, mẹ vô luôn. Tại làng Hoa Sa Đéc nha, ai vô đây thì ghé chị. Dạ, chị cho em cái bọc đi. Cái bọc cái em đi lại gai. À, rồi, quá ngon, 10.000 luôn. Rồi. Rồi bây giờ để mình trả tiền cho chị cái. Đây là những chậu ớt 25.000 nha cả nhà, đã có giá nha. Hồi nãy anh chủ có nói ha, chậu nào cũng vậy. Ớt này cũng 25 luôn. Này là ớt của mình ăn nè. Đây là những cái chậu bông trang hoa màu gà. Đây là ở vách đường của làng Hoa Sa Đéc ha. Thì người ta trồng cặp vách như thế này. Hoa màu gà rất là đẹp nha. Ở đây cũng là cẩm tú cầu luôn nè. Cái khu vực này là cẩm tú cầu. Như cái nhà thấy thì biết trong đó có mông giấy nè. Kìa, có số điện thoại cửa hàng của bé Tư luôn. Có hoa giấy nè. Hoa giấy cẩm thạch tím. Rồi phía dưới đây là những cái chậu hoa dừa cạn. Khu vực trong này là hoa dừa cạn không luôn. Đó, cái khu vực đó thì hiện tại là khách du lịch đang tới đó để đi có cụm như vậy đó cả nhà. Đây, đây là những chiếc xe chở khách du lịch đi vào trong để tham quan. Những anh xe ôm, những chú xe ôm. Đó. Có người dẫn vào đi tham quan thì sẽ tốt hơn, tại vì đôi lúc họ sẽ biết được những cái nơi mà địa điểm hoa đẹp nhất. Wow, như tâm thấy thì cái khu vực này là những cái cây chậu bông trang nè, rất là nhiều luôn ha. Bông trang này đang búp nha, chứ
chưa có nở nha. Thấy cái này là chơi đúng vào dịp Tết luôn đó nha. Còn vài trong đó thì hoa hướng dương với lại màu gà. Và phía bên tay phải đây là đường làng Wasadek ha. Đây là một gian hàng nón lá, hiện tại khách du lịch đang ghé đây để mua. Nón lá nhiêu cái gì? Mình thấy loại lớn loại nhỏ nè. À, cái nón 30, cái quay 5.000. Nón 30.000 rồi cái quay là 5.000. 30 là nón nhỏ sao anh ơi? Có loại lớn nè. Phía đó là cái lớn nhiêu vậy? Tùy theo lớn nhỏ. Như cái nhỏ, như cái của bạn gái đó đó là 30. Cái đó là dạng cũng lớn hay sao? Không, cái nón bạn đang đậu kìa, 30 á, là loại giữa giữa trung trung á. Còn loại lớn này chắc mắc hơn nè. Đó là loại nhỏ, loại vừa vừa bên kia. Loại lớn, cái quay là 5.000. Đây, như cả nhà thấy thì thời điểm khoảng mấy tuần, 2 đến 3 tuần trước thì Tâm quay là cái khu vực này nè, là xanh lè luôn ha. Còn thời điểm hiện tại là hoa đang cho ra hoa nè, khoe sắc, màu mè rất là nhiều ha. Đỏ, vàng, xanh, tím gì, hồng, đủ thứ các loại ha. Đó, đang cho ra hoa để đón Tết. Đây, bây giờ chúng ta phải đi qua cái cầu này, bắc ngang một con hồ, một con mương chứ. Dưới quê phải gọi là một con mương. Wow, trước mặt chúng ta sẽ bắt gặp là một cái khung cảnh hoa. Hay là cái này là Tâm biết nè, cái này là dạ dạ yến thảo nha. Dạ yến thảo hả? Phải không? Không, không, đó không phải, bên đây nè. Bên à, bên đây. Bên đây là dạ yến thảo nè cả nhà. Dạ yến thảo màu tím nè, màu hồng ha. Đó. Cả một cái khu vực này qua bên đó là dạ yến thảo hết. Còn phía đây là rau dừa cạn nè. Rau dừa cạn. Đó, một cái khu vực này thì rất là nhiều ha. Như dài dài phía trong đó là hoa trang. Còn phía bên tay phải bên đây là wow. Cái này nhìn lạ lắm ha. Cái này Tâm cũng không biết là hoa gì nha. Cái này nhìn cái lá nó giống như là cái lá cà chua á. Đây nè, cái búp nhìn rất là đẹp ha. Cái búp nó sụ đầu xuống cả nha. Này là màu đỏ nè. Cái này cũng là sụ đầu nè. Sụ đầu nhưng mà nó đã nở rồi. Cái bông nó giống như là hướng dương vậy đó. Wow, cái khu vực này nè, dài qua đó rất là nhiều. Đi qua đây chụp hình hả anh? Đúng rồi. Quá đẹp. Đâu 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 làm kiểu dài dáng nữa coi. Quá đẹp luôn. Ủa, ủa sang quần lên làm gì á? Cái đó cũng không biết bông gì luôn á. Mọi người từ từ đâu tới đây? Dạ, Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Sóc Trăng ở chỗ nào ta? Ở Chùa Dơi. Rồi, anh có người quen ở đó luôn. Dạ. Vậy hả? Vậy là này đi 5 người, 6 người luôn. Đây là khách đang qua đây để chụp hình vào những cái nồng hoa rất là đẹp thế này. Đó, được cái có sình ha. Hoa đẹp nhưng mà được cái có sình. Rồi chị này mê mê trai ở đâu? Nhưng mà có mê trai đâu không? Vậy hả? Vậy là ở đây đông hơn. Dạ, vô đông trời ơi, cái thằng bạn đó. Không
Người thì tôi mà hoa thì heo hả? Đây phía trước là hoa sứ nè. Ồ cái bông này nhỏ nhỏ nhìn giống cây càng lạ quá. Cái này kêu bông gì cô? Cô mần mướn không biết luôn. Ừ hoa lạ quá. Trong đó là cái khu vực đó là hoa nhái, hoa nhái gì đó. Cái này cũng ngoài đây cũng là, ở đây ngoài đây cũng là hoa nhái luôn. Tại vì cái cây nó là giống cây gâu nhái đó nha. Rất là đẹp nha. Trước mặt cả nhà là cả một khung trời hoa sứ luôn. Đây là những cái chậu hoa sứ nhưng mà Tâm không có thấy chủ ha. Cũng không biết giá là bao nhiêu. Thì dọc dọc vô trong đó là những cây sứ đang khoe sắc rực rỡ phía trong luôn kìa. Dài dài phía vườn trong kia kìa. Đây là những cái chậu hoa sứ. Tâm nghĩ thì ở Sa Đéc này thì giá nó không có mắc đâu cả nhà. Ở đây thì bán chuyên về giá sỉ cho khách hàng. Thì có bán giá lẻ cũng có nhưng mà nó so với những nơi khác thì giá là phải chăng. Ở đây thì chưa ra hoa ha. Có khu vực bên kia là ra hoa. Ở đây là loại cao nè, lớn hơn nè. Wow, mấy cây này đẹp quá. Bông trắng luôn, bông trắng bông đỏ luôn. Ồ vậy là cây này 140.000 một chậu. Cây đó nhiều cây anh? 150 luôn. Quá đẹp. Vậy là anh lấy hết vàng này luôn ha. Anh lấy hết cái vàng này luôn phải không? Đó. Mình mua đi bán lại ha anh? Dạ. Dạ. Anh bán ở chợ nào, ở đâu? Ở Cần Thơ. Dạ. 150.000 nó quá đẹp luôn. Mẹ vô về Cần Thơ ghé ủng hộ anh nè. Qua Kiển Dư ở Cần Thơ ha. Đó là anh lấy đây về bán nha. Ngày mà ba 30 năm rồi đó. Vậy là mình chuyên về lấy khu này luôn. Dạ. Chuyên về anh bán chuyên về hoa Kiển Dư ở Cần Thơ. Rất là đẹp nha. 30 năm trong nghề của anh nha. Mua đi bán lại. Sứ rất là đẹp. Wow, như cả nhà đã thấy thì đó là những khách du lịch đang vào rất là đông. Bữa nay tới đây lấy nhiều không anh? Dạ, xe tải chắc chở được cả 100-200 luôn ha. Dạ, 800 vỏ luôn. Rồi em tạm biệt anh Dư nha. Dạ bye bye anh Dư. Ơi trước mặt cả nhà là hoa màu gà nè. Thì phía đó là khách du lịch đang đi vào ha. Bây giờ chúng ta đi vào phía trong này nè. Wow. Wow. Wow quá đẹp luôn cả nhà. Cái này là hoa mồng gà hả chú? Đúng rồi, mồng gà. Dạ, mồng gà hay màu gà ta? Mồng hay màu? Dạ, nhiều khi con kêu cái người ta bắt lỗi không biết là kêu mồng hay màu nữa. Wow, trước mặt cả nhà là cả một cái khu vực để những chậu hoa tắc. Ê, cháy tắc thôi chứ không phải hoa nha. Tắc này là tắc của miền Nam. Tắc ở miền Bắc thì trái to hơn.
nhưng được cái điều không có thơm bằng ở trong miền Nam cả nhà. Này như chậu 300. Rất là nhiều đó nha. Cái chậu này thì trái nó đang có màu vàng rồi nè. Nó đang chuẩn bị chín ha. Rồi phía trong đó là rất là nhiều hoa luôn. Hiện tại mọi người đang tất bật để bán hoa cho khách ha. Đó, vào một vòng phía bên đây. Đó là bán bánh tráng rồi đó kìa. Rất là nhiều nha. Phía bên đây bán hoa. Thời điểm này thì khách đang vào lai gai. Trước mặt cả nhà là ớt tím nè. Ớt tím rất là đẹp ha. Cả khu vực này là ớt không luôn nha. Toàn là ớt không. Đây là những chậu cúc mini. Cúc mâm xôi mini rất là vừa chơi ha, nhỏ à. Này là màu màu hồng, màu tím phía trong kia. Còn đây là màu vàng chanh, màu này là màu đặc chủng ha. Chậu này rất là dễ chơi nha cả nhà, nhỏ nhỏ nè, dễ mua lắm. Này chắc giá cũng không có nhiều đâu. Phía bên đó là hoa màu gà, trong đó là những chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc lớn nè, hơi lớn với lớn là vừa vừa. Trong đó là lớn nhiều ha. Thì thời điểm hiện tại là cái màu cúc mâm xôi Hàn Quốc này là nó mắc hơn cái màu vàng chanh đó. Đây là những chậu cúc. Cúc này không biết cúc gì nữa. Màu đỏ nha. Cái đó là cát tường. Cúc cúc sao băng nè. Cái này hoa rất là thơm nha. Đây là 250.000 một cặp cúc mâm xôi vàng chanh. Quá đẹp. Còn phía bên tay phải là đây là cúc đồng tiền dài. Bông dài, bên đó cúc đồng tiền bông ngắn. Đó. Là hoa tình yêu. Phía này là hoa tình yêu nha, cúc đồng tiền. Thì đó là hoa hồng, trong cái khu vực này thì trồng hoa hồng rất là nhiều ha. Này là hoa cát tường nè. Ồ, có chậu hoa hồng mini. Hoa hồng rất là nhỏ nha. Rất đẹp. Trước mặt cả nhà là những cái hoa. Cái này thì hoa gì Tâm cũng quên rồi, nhưng mà cả nhà thấy phía dưới nè. Đó. Đây là những cái hoa mà các cô đã cắt, tại vì để cho nó ra một lần nữa vào đúng vào dịp Tết cả nhà. Thì đó là những cái cánh hoa ha. Là cắt hết để cho nó ra đúng vào dịp Tết. Là đây là những cái hoa chưa cắt nè. Đó là cô đang cắt. Phía trước cổng của cái này có chung với đài ngắm hoa không cô? Riêng hả? Dạ vậy là. Ồ phía bên đó màu đỏ đẹp quá. Vậy con cứ nghĩ là chung chứ. Dạ. 25.000 một chậu. Cái này sức mua mạnh nên chưa cô gần Tết không? Chị cái này kêu hoa gì chị? Cúc kim cương ha, là màu đỏ cũng vậy luôn ha. Dạ. Cúc kim cương màu đỏ cũng là cúc kim cương luôn. Dạ. Trong đây em thấy có màu trắng với màu đỏ ha. Hồng sen, dạ. Ủa cái này mình cắt là để cho nó ra bông đúng dịp Tết hả chị?
quá ha, nhưng mà phải cắt. Dạ. Đúng rồi. Tự nhiên giờ ai mà nỡ cắt hoa như vậy. Nhưng mà mình không cắt là đầu Tết đâu có những cái chậu hoa đâu mà mình bán. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Vậy là cái này cũng như mình cắt là nó ra còn nhiều hơn cái này nữa. Dạ. 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 Như cái này. 5 mở ra 10 ha. Rồi em ơi. Dạ bông nhiều mà nó ra nhánh nhiều, tất nhiên là bông phải nhiều, nụ nhiều bông nhiều. Rồi em cảm ơn chị luôn. Bye bye chị. Đây là cô cũng cắt nè. Phía đây là màu đỏ ha. Này là cúc kim cương. Nhớ cho kỹ cúc kim cương là để đi quên hoài. Quá đẹp màu đỏ này. Wow, cái này làm hình là đúng bài luôn. Wow, hiện tại thì khách đang chụp hình luôn với cúc kim cương. Chị tranh thủ chụp nha, để người ta cắt hết trơn luôn á. Quá đẹp luôn. Cái này phải có cái nón lá ha. Dạ, nón lá là đúng luôn. Mấy chị ở đâu tới? Hậu Giang ha. Dạ. Chị tới đây sáng sớm hả? Sáng sớm rồi, từ giờ mới tới. Kìa, phía trong đó quá trời luôn kìa. Chị đi cả gia đình luôn ha. Này cũng cúc kim cương luôn mà màu vàng. Đây là những nơi có thể lấy được những tấm hình đẹp nhất để làm kỷ niệm. Những cái lúc mà đẹp nhất của mình. Cái này là hoa thanh xà. Màu trắng là bạch xà, màu tím tím này là thanh xà. Hiện tại là khách đang lựa hoa cúc đồng tiền. Đó thì cả nhà thấy là cái đường làng hoa Sa Đéc người ta đang chạy vô ha. Sáng giờ vô rất là nhiều ha cả nhà. $35,000 một chậu cúc đồng tiền. Dạ. Cô không mua hoa hả? À, cô mua rồi. Hoa cô để đâu rồi? Trên xe hả? À, mấy cái chậu treo treo ha. Dạ. À, bao nhiêu một chậu cô bông đó? 35,000 luôn. Cô từ đâu tới? Cần Thơ tới đây là sáng giờ đi mấy điểm rồi? Vậy hả? Cô đi đông không? Chắc cô đi xe lớn rồi. Dạ, là sáng giờ mình cái đi bộ vô ha. Dạ, thì cô chú đây là đi chung luôn. Rồi, cô dễ thương quá. Dạ, con cảm ơn cô luôn. Dạ, con là đứa... Dạ, YouTube. Dạ, đứa con Đồng Tháp. Dạ. Còn anh nãy là bước chân miền Tây. Dạ. Rồi, con tạm biệt cô. Dạ, chúc cô đi vui ha. Tạm biệt chị. Dạ. Đây là hoa giấy. Hoa giấy một màu. Sài Gòn hả? Dạ. Bữa nay đi về đây đi du lịch rồi. Vậy là mình đi một gia đình. Đi mua hoa giấy màu hồng.
màu hồng màu đỏ. Như khu vực này phía trong đó hoa giấy rất là nhiều ha, toàn là hoa giấy không luôn, trong đó hoa giấy không luôn. Thời điểm này thì cũng gần Tết Nguyên Đán, mọi người có thể đến đây sớm để lựa những cái hoa đẹp nhất để mình cùng ăn Tết năm 2024 tới này. Giáp Thìn thì ở đây Tâm có thấy cây cherry nữa nè, cây cherry ha, này là cherry của Việt Nam. Hai anh chị ở Sài Gòn. Cái khu vực này là hoa giấy nè. Thôi em đi nha, em chào anh chị. Cảm ơn anh chị, sức khỏe nha. Rồi, bye bye anh chị. Đây là những chậu mai thái nè, màu vàng, màu đỏ và màu hồng. Mai thái này thì giá nó mắc hơn những chậu bông trang ha. Wow, khu vực này là rất là nhiều hoa luôn cả nhà. Hiện tại thì chúng ta sẽ đi tiến vào phía bên trong này để cho cả nhà cùng xem. Đây là những chậu hoa giấy chị đang chùm lại. Này có người đặt rồi hả chị? Ừ. Dạ. Chị đang chùm lại để giao nè, bông giấy. Chậu này là nhiêu chị? 80.000, quá rẻ luôn. Rồi. Đây là những cái tiểu cảnh nè. Cái này Tâm thấy giống như cái lá xèo quách, cái trái xèo quách đó nha, còn gọi là cái trái cám á. Được làm hình bonsai ha. Uốn lượn quấn rất là đẹp. Đây nữa nè. Đây cũng là những chậu bonsai nhỏ nè, đẹp lắm. Là hoa giấy cúc cẩm thạch, hoa giấy cẩm thạch tím. Còn này là tắc, tắc của ngày Tết nha. Ở phía trong đây nè. Wow, khu vực này là hoa rất là nhiều cúc. Đây này cũng cúc luôn, nhưng soi nhỏ mini. Này là hướng dương mà đã quấn vào trong giấy nè, 80.000 một chậu. Hướng dương này mình quấn kỹ dữ vậy ha. Rồi phải quấn thêm giấy ngoài nữa. Như cả nhà thấy thì ở phía sau đó là cả một cái khu vườn hướng dương luôn. Những chậu này là 80.000 một chậu, một cây. Đây là tắc nha, 150.000 một chậu, là hơi nhỏ hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan cái vườn hướng dương phía đằng sau. Đây là tắc nè, chậu tắc này to nha. Khi vào cái khu vực của hướng dương á, thì hai bên là những chậu cúc mâm xôi màu đỏ nè, phía bên đó là những cây cóc, cóc mình ăn đó cả nhà. Bên đây cũng là cóc luôn nè, những trái cóc mình ăn. Còn phía đây là những chậu ớt nè. Wow, này ớt Sơn Châu ạ. Gà, hoa mòn gà nè, cúc nè. Đây cũng hoa màu gà luôn, hoa màu gà đỏ, hoa màu gà vàng. Đây là nhân vật chính hướng dương, rất là cao nha. Cái này là khoảng 1m6 cả nhà,
có cây thì chỉ 1m2, 1m4, 1m5 cũng có nữa. Đây là em hướng dương. Wow, quá đẹp. Chỉ một chậu chỉ có 80.000 thôi. Đây, chậu rất là to nha. Chậu này bề ngang cỡ bề hoành khoảng 3 gang tay. Cái cây thì bằng ngón giọt cái nha. Wow, phía bên phải cũng có luôn nhưng mà chưa có ra hoa ha, khu vực này. Phía đây cũng ra hoa rồi. Đây, chiêm ngưỡng lại nhan sắc của những em hướng dương nè. Cho cả nhà nhìn kỹ từ cánh hoa luôn. Rất là đẹp luôn cả nhà. Chúng ta sẽ đi vào đây. Ồ, giống như một cái khu gọi là cái khu rừng hoa hướng dương vậy. Wow, trong đây thì hoa màu gà. Phía đó cũng hoa màu gà luôn, cao cao ha. Cái này màu gà loại khác nha. Cái này nhiều người kêu là tên gì nữa nè. Bữa Thanh có quay nhưng mà quên ha. Quá đẹp. Đó, như cả nhà nhìn thấy là hai bên nè. Hướng dương không, toàn rực. Tèn ơi, quá dễ thương luôn không? À, con gái lớn nè. Làm quá giỏi rồi. Cúc nhỏ á con. 10.000 một chậu. Ô, quá rẻ rồi. Ừ. Con gái này biết giá hết trơn luôn chàng. Con gái này cúc mặt trời. 10.000 một chậu cúc mặt trời. Quá đẹp luôn của con gái bán nha. Đây, cúc mâm xôi thì 200 một cặp. Quá giỏi rồi. Phụ mẹ bán hoa ở nhà luôn. Còn chị này là làm cái trách nhiệm gì, chắc ra đây đứng ngoắc khách à. Quá dễ cưng. Rồi, bye bye cả nhà nha. Con gái bye bye. Chúng ta sẽ cùng tới khu vực tiếp theo. Như cả nhà thấy ở phía trước này thì người ta có để những chậu ớt nè, hoa treo, rau dừa cạn. Ồ, đây là khách du lịch, khách tham quan. Trốn người, trốn người yêu hả? Thôi lỡ nãy giờ dính rồi. Trước mặt cả nhà là những chậu hoa đang trưng bày cặp theo một cái dòng suối. Không, cái này gọi là con rạch. Thì đây là hình ảnh của mọi người đang tới để cùng mua hoa, hay còn gọi là khách tham quan du lịch. Đây là những cái chậu hoa đã được theo tâm biết thì đây là cẩm tú cầu. Đây là những chậu hoa mà đã được người ta
bán rồi. Rồi đây là những khách tham quan du lịch. Rồi bây giờ thì video tới đây cũng xin khép lại ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đứa con Đồng Tháp trong thời gian qua. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong tập tiếp theo nha.